Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp video về công tác lắp dựng cẩu tháp cho các công trình xây dựng. Đầu tiên mình xin nói sơ qua về công dụng của cẩu tháp. Cẩu tháp dùng để vận chuyển vật liệu, thiết bị xây dựng theo phương đứng hoặc theo phương ngang trong tầm bán kính của cẩu. Điển hình như trong nhà cao tầng thì cẩu tháp thường sử dụng trong giai đoạn thi công phần thô hoặc kết cấu. Trong nhà thấp tầng thì thường sử dụng tại các khu vực có địa hình phức tạp, mặt bằng rộng, nhưng hạn chế sự di chuyển của cẩu ca tô và cẩu thùng thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng cẩu tháp. Cẩu tháp có rất nhiều loại với các thông số kỹ thuật là khác nhau như bán kính cẩu, tải đầu cần, chiều cao từ đứng. Tùy vào tính chất từng công trình, chúng ta sẽ chọn loại cẩu tháp nào tương ứng. Ở video này, mình sẽ nói về loại cẩu tháp có móng. Rồi, tiếp theo, sau khi chọn loại cẩu tháp, bán kính quay, tải đầu cần phù hợp với mục đích sử dụng của công trình mình, thì chúng ta tiến hành thiết kế móng cẩu tháp. Thì thiết kế móng cẩu tháp căn cứ vào catalog của cẩu, căn cứ vào địa chất và căn cứ vào cái đặc tính của công trình. Móng cẩu tháp có thể sử dụng loại cọc ép, cọc nhồi, có thể âm dưới nền đất hoặc có thể nổi trên mặt đất, vân vân. Còn liên kết giữa cẩu tháp và móng cẩu tháp có thể là loại sử dụng bu lông neo hoặc loại sử dụng chôn thân cẩu vào móng. Hình ảnh các bạn đang xem là móng cẩu tháp với cọc ép bê tông ly tâm, cẩu loại chôn thân, và đặc biệt là bước định vị chân đế của cẩu là rất quan trọng trước khi đổ bê tông móng cẩu tháp. Ok, sau khi bê tông móng cẩu tháp đủ cường độ thiết kế, chúng ta sẽ tiến hành lắp dựng cẩu tháp. Ở video này, mình chỉ nói sơ bộ các bước lắp dựng một cẩu tháp để nó có thể hoạt động ở công trường. Các chi tiết chuyên sâu hơn thì các đơn vị thuê, các nhà cung cấp cẩu và các đơn vị lắp dựng, họ sẽ nắm chi tiết hơn. Trước khi lắp đặt cẩu tháp thì chúng ta tập kết các cái chi tiết cẩu tại vị trí gần móng cẩu tháp và sử dụng cẩu ca tô 50 tấn để lắp đặt cẩu tháp. Rồi, dùng cẩu ca tô để lắp khung thân đế cơ sở và lòng nâng vào móng cẩu tháp. Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là cẩu ca tô đang lắp lòng nâng của cẩu tháp. Ok, tiếp theo có lắp thêm khung thân tiêu chuẩn hay không thì cái này tùy thuộc vào biện pháp thi công của đơn vị lắp dựng. Tiếp theo là tổ hợp hai thanh ray nâng thân bên dưới và dùng cẩu ca tô để lắp đặt. Tiếp theo là lắp mâm xoay lên khung thân tiêu chuẩn và lắp đặt cabin cẩu. Thì hình ảnh video là mâm xoay đã lắp xong lên khung thân tiêu chuẩn rồi và đang lắp đặt cabin. Tiếp theo, lắp cabin xong thì tiến hành lắp khung chốt cẩu. Như hình ảnh chúng ta nhìn thấy thì khung chốt cẩu là có motor. Tiếp theo là lắp các đoạn càng gốc vào mâm xoay. Hình ảnh công nhân đang liên kết đoạn càng gốc vào mâm xoay. Tiếp theo thì lắp các đoạn thứ cấp của đầu cần. Tùy thuộc vào loại cẩu tháp thì có loại có cấp cương, có loại không có cấp cương. Ngoài ra cũng có một số loại tổ hợp các đúc cần bên dưới và dùng cẩu ca tô để lắp đặt lên. Song song với việc lắp đặt các đoạn cần thứ cấp của cẩu thì tiến hành lắp đặt cụm đuôi của cẩu tháp và các cục đối trọng. Tương tự, tiếp tục lắp đặt
hoàn thiện các đoạn cần nâng hàng còn lại và các cục đối trọng còn lại. Sau khi lắp đặt hoàn thành cụm cần nâng hàng và đối trọng, thì tiếp tục lắp đặt và hoàn thiện xe con, cáp tời, hệ thống điện cho cầu tháp. Tiếp tục lắp đặt hoàn thiện lan can, sàn thao tác các vị trí còn lại của cầu tháp. Tiếp tục căn chỉnh cáp tời và điều chỉnh các giới hạn hành trình. Tiếp đến là bước tự nâng thân cẩu, thì lúc này cẩu dùng chính cái khung lồng nâng thân về hệ kích thủy lực để tự cẩu các cái đốt thân và tự nâng thân của mình. Cẩu tự nâng thân đến giới hạn tự đứng theo quy định trong catalog, hoặc đến một chiều cao nào đó thấp hơn giới hạn tự đứng và phù hợp với đặc tính công trình của mình. Và bước cuối cùng là kiểm tra hoàn thiện hệ thống điện, hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sét, vân vân cho cầu tháp. Cũng cần lưu ý thêm các bước pháp lý từ bước thiết kế móng cầu tháp đến lắp đặt đến đưa vào sử dụng. Thì bước đầu tiên là hồ sơ thiết kế móng cầu tháp thì phải được đơn vị thẩm tra độc lập, phải thông qua chủ đầu tư tư vấn giám sát phê duyệt trước khi thi công móng cầu tháp. Bước thứ hai là lắp đặt xong cầu tháp thì phải được đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực kiểm định, dán tem và ban hành cái biên bản kiểm định đủ điều kiện trước khi bàn giao cho nhà thầu sử dụng. Và cái cuối cùng là kèm theo đó là phải trình các hồ sơ xin phép đến cái chính quyền địa phương. Ok, trên đây là video các bước lắp đặt cầu tháp. Cảm ơn các bạn.